Chứng khoán, bất động sản im lìm, mỗi ngày người dân mang 1.200 tỷ đồng gửi ngân hàng lấy lãi. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố số liệu mới nhất về thống kê dòng tiền gửi của khách hàng tại hệ thống ngân hàng trong nước. Số liệu cho thấy, sau giai đoạn giảm tốc quý 3, kể từ tháng 10, dòng tiền gửi của người dân chảy vào kênh ngân hàng đã tăng trở lại. Cụ thể, tính đến cuối tháng 10, tổng số dư tiền gửi của khách hàng dân cư tại hệ thống ngân hàng đã đạt trên 5,66 triệu tỷ đồng, tăng 6,78% so với đầu năm. Đáng chú ý, so với cuối tháng 9, số dư tiền gửi của nhóm khách hàng này đã tăng gần 21.600 tỷ đồng, cao nhất trong 4 tháng đã qua. Nếu tính riêng số liệu từng tháng, dòng tiền nhóm khách hàng cá nhân đã giảm liên tục từ mức gần 50.500 tỷ trong tháng 6 xuống còn hơn 1.400 tỷ đồng trong tháng 9. Tuy nhiên, đến tháng 10, khi các ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng mạnh biểu lãi suất huy động khách hàng cá nhân lên 9-10% trên năm, dòng tiền này đã chảy trở lại kênh ngân hàng. Tính trong 10 tháng, tổng số dư tiền gửi của người dân tại hệ thống ngân hàng đã tăng dòng gần 360.000 tỷ. Đồng nghĩa với việc cứ mỗi ngày trôi qua từ đầu năm, người dân lại mang gần 1.200 tỷ đồng đi gửi ngân hàng lấy lãi.